Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trương Quang Anh Đức, 23 tuổi và Trần Nguyễn Duy Phương, 35 tuổi, cùng ngụ thành phố Cần Thơ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hai đối tượng lừa hàng trăm sinh viên ký hợp đồng mua hàng trả góp để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Theo cáo trạng, Đức không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Đức tìm hiểu và biết được cách thức mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính, làm thủ tục đơn giản. Từ đó, Đức tìm người là sinh viên, học sinh các trường, đại học, cao đẳng, trung cấp và người lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để kết bạn thông qua các trang mạng xã hội. Đức tạo lòng tin với bị hại bằng việc đưa ra thông tin Đức là nhân viên của cửa hàng điện thoại đang chạy doanh số cho cửa hàng. Đức nhờ các sinh viên giả làm khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua sản phẩm trả góp. Khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng, và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày. Đức trả thù lao cho mỗi khách hàng là 400.000 đồng một hồ sơ. Nếu giới thiệu bạn bè thì sẽ được trả thêm từ 150 đến 200.000 đồng một hồ sơ được duyệt.